Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Family Elina nha. Thì bữa nay mình đang ở trong nhà tắm. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao là mình làm cái clip này. Mấy ngày nay mình bị cảm cả nhà, thì mình không có ra clip nấu ăn nha. Mình không có bài biện để mà nấu món á. Cho nên là bây giờ mình chia sẻ về cái rửa mặt của mình, cái cách rửa mặt như thế nào để cho sạch đẹp không bị mụn. Giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình rửa mặt như thế nào nha. Mình sẽ dùng cái máy này đây cả nhà, đây là cái máy này lúc nào cũng phải có trong nhà tắm của mình. Cái máy này nó tên là spa ha cả nhà. Đây, cái máy này mình đã xài được 4 năm, mình mua được 4 năm rồi nha cả nhà. Ngày xưa lúc mà được một người bạn giới thiệu á, thì mình thấy mình rất là thích, là tại vì mình đi làm trong cái môi trường có nhiều bụi cả nhà. Mấy năm trước mình làm cái hãng giặt ủi rất là nhiều bụi, ngày thường 7 tiếng trong hãng mình phải tiếp xúc với bụi. Ủi đồ, ship đồ thì các bạn biết rồi đó, ở nhà các bạn ship đồ có một chút xíu thôi nhưng mà mình cũng có cảm giác bụi bám trên mặt đúng không? Nói gì tới mình đi làm 7 tiếng ở trong chỗ làm, thì 7 tiếng đó là những cái bụi trên dải sồ mình phải ủi rồi phải xếp rồi phải lựa để nó ra lớp nào đồ dơ, lớp nào đồ sạch. Ngay cả đồ sạch rồi vẫn có bụi nha cả nhà. Đó, sạch thì là bụi của sạch, còn dơ thì là bụi của dơ, nó bám trên mặt rất là dơ. Cho nên là mình mới mua, 4 năm trước mình mới mua cái máy này, giá cũng đắt lắm chứ không có rẻ nha cả nhà. Thì bây giờ mình xài, nó có cái sữa rửa mặt luôn, mình xài 1 tuần 1 lần hoặc là 1 tuần 2 lần, nhưng mà mình khi mua thì người ta hướng dẫn mình xài 1 ngày 2 lần, nếu mà siêng thì ngày 2 lần sáng tối cũng được, không có sao hết, hoặc là xài ít cũng được không có sao, nhưng mà nếu muốn da đẹp tốt thì nên xài thường xuyên mỗi ngày ha. Nhưng mà bản thân mình 4 năm nay là 1 tuần mình chỉ 2 lần thôi nha, một ngày mà giữa tuần mình làm, thứ tư mình làm với cuối tuần chủ nhật á, mình làm 1 lần nữa. Rồi cái máy này á là nó của Mỹ nha cả nhà, của cái công ty tập đoàn Nu Skin ha, được thành lập hồi năm lâu lắm rồi, 1984 cả nhà, có bán ở trên 54 quốc gia. Cái này là được độc quyền của công ty rồi nha cả nhà, cái công nghệ này nè, công nghệ Aerolock này là độc quyền của người ta rồi, của Mỹ rồi nha. Nó làm sạch da nha cả nhà, rất là sạch luôn, sạch sâu dưới mấy lỗ chân lông của mình, làm tái tạo mấy cái collagen, sản sinh ra cái collagen đó. Nói chung là nó rất là tốt á, cái máy này á mình xài 4 năm rồi thích dữ lắm luôn. Thì bây giờ mình hôm nay mình mới trở thành nhà phân phối cái sản phẩm của công ty Nu Skin, cho nên vì vậy mình mới sẵn làm clip để mình chia sẻ với cả nhà. Nếu mà ai mà thích cái máy này thì có thể liên hệ với mình để mình chỉ cho các bạn đặt hàng ha, đặt hàng được cái giá tốt, hoặc là mình có thể đặt hàng giùm cho các bạn, rồi cái Nu Skin ở chỗ đó, ở nước nào đó nó sẽ gửi hàng về cho các bạn. Cái Nu Skin ở tại cái nước của các bạn á, nó sẽ gửi hàng về cho các bạn nha, chứ không phải là mình gửi, nó là như vậy đó. Ngày xưa á, là mình làm cái hãng kia thì cũng giặt ủi, rồi bây giờ 3 năm nay mình làm lại chỗ mới này thì mình làm cái viện dưỡng lão, cũng liên quan dính tới cái vụ quần áo dải sồ nữa, thì cũng bụi giống nhau vậy luôn, cho nên mặt của mình nó về á, mình phải xài nó. Bữa nay mình làm cái clip này là để giải đáp thắc mắc của một cái chị bạn. Cái chị đó quen với mình chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì đợt thời gian sau này chị hay hỏi cái mặt của em làm cái gì mà đẹp, mà mình nói em đâu có xài kem gì mắc tiền đâu, có gì đâu. Không biết là có phải tại vì sử dụng nó hay không thì cái đó mình không có dám chắc nha cả nhà. Đó. Nhưng mà mình xài mình rất là thích. Hồi xưa nếu mà chưa mua nó đó, mình có mua một cái máy của ở Comfort Amazfit đó cả nhà, 60-70 gì đó, thì ở đây nó bằng cái bàn chải, nó bằng cái bàn chải, nó giống như bàn chải đánh răng nha cả nhà, xài lên mặt rất là đau gát nha, không có thích. Thì cái đó mình dục thùng rác rồi, từ ngày có cái thằng này thì mình rất là thích. Cái này là cái đầu silicon nè, đánh lên cái mặt á, tịt 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 nhỏ nhỏ, nhưng mà nó rất là thích luôn á. Ngay cả thí dụ bây giờ nè, mình đang còn son đúng không, mình đi làm thì sáng giờ mới về nè, còn son nè, chưa có tẩy trang nè, một hồi mình sẽ lấy cái này mình rửa là nó ra bay cái son của mình đi luôn á. Hoặc là phấn á, ai mà đánh phấn á, mà không có tẩy á, là nó ra luôn á. Mình làm thử cho cả nhà coi nha. Rồi bây giờ đầu tiên á là mình sẽ làm cho cái mặt của mình ướt nha cả nhà. Ở đây mình sẽ đây, mình sẽ làm cho cái mặt của mình ướt nước. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho sữa rửa mặt lên trên cái đầu máy cho cả nhà. Ở đây, đây là sữa rửa mặt ha.
Rồi bây giờ mình sẽ tha sữa rửa mặt lên trên bốn chỗ mặt của mình. Đây. Bốn dùng ha, ở trên. Đây. Cho nó có sữa rửa mặt hết. Rồi. Giáp rồi ha, giáp mặt mình có sữa rửa mặt. Giờ mình sẽ bấm nút để chạy nè, bấm nút này. Mình sẽ rửa cho cả nhà coi. Mình rửa đưa lên nha cả nhà, đưa từ dưới đi nhẹ nhẹ từ dưới lên trên. Rồi mình sẽ đi từ dưới lên trên nữa, mình đưa lên đó. Chạy từ từ vậy đó. Rồi mình sẽ đi từ trong ra ngoài nha, từ trong chỗ cái mũi nè mình đi mắt ra này. Rồi mình sẽ đi dưới cái lỗ mũi luôn nha, đây vòng vòng cái lỗ mũi. Này lỗ mũi miệng ha, mấy cái khóe này. Cằm. Mình vuốt nó lên thôi cả nhà, để mình đưa cái mặt mình lên cho nó đừng có chảy xệ á. Rồi mình sẽ đi trên trán, mình đưa lên. Khi mà đụng vô mạnh quá là nó sẽ tự động nó ngừng đó cả nhà. Rồi, có thể nhắm mắt lại để mà rửa mắt luôn nha cả nhà. Đây. Nhắm mắt lại. Rửa luôn. Rồi, ai thích rửa mũi thì để cho mũi lâu một chút mà miệng nè. Vuốt lên. Cái công nghệ này nó làm cho tẩy tế bào chết, săn chắc da, trẻ hóa da nha cả nhà. Nhiều người nói tại sao mà mình có cái da mặt đẹp đó nha cả nhà, mà mình không biết, có phải tại nó hay không thì mình không dám chắc 100% nha. Nếu mà ai có điều kiện thì cũng nên sở hữu cái máy. Rồi hết rồi cả nhà. Sau 2 phút. Trời ơi, khủng khiếp. Cả nhà coi nè cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà coi, sau 2 phút máy tự động ngừng. Dơ khủng khiếp luôn, thấy không cả nhà? Nào phấn là nào mặt dơ, nào son đó. Đây. Nó như vậy nè cả nhà thấy không? Cái này mình rửa tay không bao giờ sạch nha. Chỉ có rửa máy như vậy mới sạch thôi, chứ còn rửa tay là vô phương. Mình không thể nào mà chà xuống hết để tuốt ở dưới này nha cả nhà. Nó là như vậy đó. Đây, khi rửa xong rồi mình gỡ ra. Dễ lắm. Cái này. Đây mình cho cả nhà coi những cái dơ này ha. Bây giờ mình sẽ rửa nước lại. Cái này mình đưa vô nước mình rửa. Đây nè, cái mặt mình hồi nãy nó dơ nè, bụi này mới làm về nè, xong nè. Giờ mình sẽ rửa nước cho cả nhà coi. Đó. Rồi sau khi mà mình để dưới vòi nước sạch mình rửa nè cả nhà thấy không? Đó, sạch bong rồi đó, thấy không? Rồi mình gắn trở lại cái máy thôi. Rồi, rất là đơn giản nhẹ nha. Bây giờ mình sẽ rửa mặt của mình lại, nữa là xong. Rồi. Xong. Sạch sẽ luôn cả nhà. Rồi, xong rồi cả nhà thấy không? Đó. Rồi mình chỉ chùi mặt lại thôi, vậy là xong. Mặt sạch bóng luôn. Rồi, son nó đi hết luôn rồi nè. Rồi son nó bay đi hết rồi. Nè, mặt này cả nhà thấy không? Sau khi mà mình rửa mặt xong á. Đây, cho nên là xài đó. Giống như hồi sáng mình đi làm mình có kẻ chia dẻ trên mạng chút xíu. Giờ mình rửa mặt nó cũng trôi đi hết luôn rồi nha cả nhà. Môi son nó cũng trôi đi luôn rồi đó. Rồi, khi mà rửa mặt sạch sẽ xong rồi, giờ mình chỉ xịt kem lên nữa thôi. Cái kem dưỡng da lên trên mặt nữa là xong. Là coi như cái bước tẩy trang á của mình trong một ngày của mình đi làm về á, chỉ như vậy là xong. Thế cô kem lên nữa rồi nè. Rồi, dưỡng da kem dưỡng da lên. Rồi, như vậy là xong rồi. Rồi xong rồi đó cả nhà.
Rửa mặt rất là sạch cho cả nhà coi nè. Thấy không? Trắng bóc luôn ha. Đó. Không có ấy, đó, chỉ xịt kem bình thường thôi nha cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Mặt của mình đâu bây giờ có mụn, hiếm khi nào có mụn lắm. Đó. Cái này nó đi giảm, à, nếu mà ai có mụn nhiều á, xài cái này sẽ hết mụn luôn nha cả nhà. Nó làm sạch lỗ chân lông, đủ thứ, nói chung là rất là tốt á. Cái này là đứng đầu thế giới nha cả nhà, cái máy này nè, cái máy rửa mặt siêu thông minh này đứng đầu thế giới đó. Rồi. Các bạn có thích thì cho xin một like chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ nhà Family Elina nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem mẹ Elina chia sẻ rửa mặt và cái máy Lumi 3. Cảm ơn, bye bye, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều máy rửa mặt nha cả nhà. Nhưng cái máy Lumi 3 này là cái máy độc quyền sáng chế của tập đoàn Nu Skin ha. Là đứng số 1 thế giới luôn nha cả nhà. Nó có một cái công nghệ Evolock, nó làm cho cấu trúc da, làm giảm nếp nhăn ha, làm sạch lỗ chân lông, làm cho da của mình sáng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông luôn, ngăn ngừa mụn luôn nha. Và làm săn chắc da. Mà mình là nhà phân phối của Nu Skin, từ kể từ bây giờ thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể đặt hàng và chỉ các bạn đặt hàng nha. Nếu các bạn có nhu cầu xin liên hệ với mình. Cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn.